Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Bây giờ là đầu năm 2021, anh em suy nghĩ như thế nào với 11 triệu đồng để xây dựng một bộ PC? Cách đây khoảng chừng 2 năm thì việc đấy tương đối là dễ dàng thôi. Anh em sẽ có một bộ PC với đầy đủ tất cả các thành phần linh kiện, 8GB RAM, một mẫu card đồ họa trung cấp để anh em có thể chơi game, một mẫu CPU tương đối ổn để có thể sử dụng. Và bây giờ với 11 triệu đồng, nếu mà để anh em xây dựng một bộ PC như vậy và mới 100% thì có lẽ sẽ là một điều không thể. Để mình lấy một ví dụ cho anh em dễ hình dung nhá. Thì anh em mua được một mẫu card đồ họa bây giờ sẽ loanh quanh mức giá khoảng từ 6 triệu tới 6 triệu rưỡi. Một mẫu CPU khoảng 3 triệu đi, tôi tính rẻ khoảng 3 đến 4 triệu. Tức là đã sát cái tầm giá rồi và sẽ chưa có main, chưa có RAM, chưa có SSD, vỏ cây hoặc thậm chí nguồn. Tức là chúng ta chỉ có hai thành phần linh kiện đã chạm được cái mức giá là 11 triệu đồng. Vì thế thì mình sẽ xây dựng cho anh em một bộ PC để anh em có thể tham khảo. Ít nhất là trong thời điểm hiện tại chúng ta sẽ chưa nhất thiết dùng card đồ họa. Trong tương lai anh em có tiền anh em có thể nâng cấp sau, và việc anh em có thể giải trí được thì sẽ phụ thuộc rất nhiều và liên quan đến CPU. Thì mẫu CPU đó phải có đồ họa tích hợp tương đối mạnh để anh em có thể gọi là giải trí được. Và anh em nhìn bên ngoài thôi cũng có thể thấy được đây là một mẫu CPU tới từ AMD, cụ thể tên mã sẽ là AMD Ryzen 5 3400G. Hiệu số G ở đây biểu thị cho cái vấn đề là CPU của AMD này có được trang bị đồ họa tích hợp, và đồ họa tích hợp sẽ là AMD Radeon Vega 11. Đây sẽ là cái mẫu gọi là GPU tích hợp mạnh nhất của AMD rồi. Thì cái mẫu CPU này mình sẽ nói thêm một chút, mặc dù không phải là mẫu CPU mới nhưng chúng ta vẫn có một mẫu CPU tương đối ổn, 4x8 luồng, xung nhịp boost tối đa có thể đạt được là 3.7GHz. Và dĩ nhiên chúng ta có thể ép xung được, nhưng mà main các bạn sử dụng cần phải phù hợp. Còn main A320 này gọi là đáp ứng tốt cho mẫu CPU này thôi. Và để có thể tận dụng được tốt cái GPU tích hợp Vega 11 này, các bạn cần phải quan tâm vấn đề liên quan đến RAM. Tại sao lại là RAM? Bởi vì anh em biết đấy, cái mẫu CPU tương đối bé, nói chung là nó chỉ nằm gọn ở trong lòng bàn tay mình thôi. Nó sẽ không có cái bộ nhớ và sẽ phải sử dụng chung bộ nhớ với RAM. Thì RAM một thanh đồng ý là anh em vẫn có thể sử dụng tốt. Thế nhưng đối với hai thanh và dual channel thì cái FPS sẽ cải thiện chừng khoảng 30-40 FPS trên một số các tựa game. Anh cũng có thể thấy là kiểu 34% thì anh em nghe không lớn đâu, nhưng 30-40 FPS sẽ là một con số cực kỳ ấn tượng để anh có thể sử dụng nó. Một chút nữa thì mình có thể test qua 4 cái tựa game online nhẹ để anh em có thể nhìn thấy được là khi mà mình cắm đầy đủ các linh kiện vào thì cái hiệu năng sẽ ra sao. Thì RAM thì với hai thanh 8GB cũng được, 16GB lại càng tốt. Thì bus RAM hỗ trợ tốt nhất sẽ là từ 3000 cho tới 3200. Thì ở đây mình sử dụng bus RAM là 3000. Và cái mẫu main được mình lựa chọn đây đó chính là Acer Pride A320MK. Cái mẫu main này hỗ trợ bus RAM lên tận là 3200 cơ, thế nên lựa chọn 3000 vẫn là tương đối ổn để có thể sử dụng. Và cái mẫu main A320 này chỉ có duy nhất một cổng cấp nguồn 4 pin thôi, thế nên cái mẫu CPU AMD Ryzen 5 này sẽ là tốt nhất để anh em có thể sử dụng. Anh em hạ cấp cũng được, nhưng mà anh em không nên tăng lên CPU kiểu AMD Ryzen 7, bởi vì khi đấy sẽ là hơi hardcore mẫu main này đấy. Và nguồn được mình lựa chọn sẽ là nguồn 500W để anh em có thể nâng cấp card đồ họa sau này nếu cần thiết. Anh em có thể mua những mẫu card đồ họa mới cũ này tùy nhu cầu thôi. Nếu như mua mới thì cái bộ nguồn này vẫn có thể gánh được card đồ họa là NVIDIA GTX 1650 hoặc là 1650 Super, để tùy túi tiền của mỗi người thôi. Và bây giờ thì mình sẽ test game, và mình sẽ test game trên độ phân giải Full HD và toàn bộ setting sẽ là thấp nhất. Và một thành phần linh kiện nữa mà mình nghĩ anh em cũng cần phải lưu ý đó chính là liên quan đến SSD. SSD bây giờ rất rẻ rồi, chúng ta có thể là tạm thời chứa card đồ họa, thế nhưng các thành phần linh kiện khác cần phải nâng cấp luôn để cho một lần dứt khoát. Thì SSD được mình lựa chọn đây là SSD Kingston KC2005 với tốc độ đọc có thể lên tới 2500MB trên một giây, và tốc độ ghi là khoảng 1200MB trên một giây. Và cái nhiệt độ khi mình sử dụng ở trong suốt một quá trình gọi là một thời gian dài khi mình sử dụng thì nhiệt độ anh em biết bao nhiêu không? Vô cùng thấp và lý tưởng, đó chính là 46
độ C, anh em không phải lo lắng cái vấn đề SD bị quá nhiệt. Khi anh em nhìn trực tiếp vào đây, chúng ta không có phần heat sink để có thể tạo nhiệt cho SD. Và dung lượng cho bộ PC này sẽ loanh quanh khoảng chừng 240GB sẽ là phù hợp nhất. Còn nếu như anh em có điều kiện thì hoàn toàn có thể nâng cấp lên phiên bản KC2500 512GB, nó sẽ tương đối tốt để anh em có thể lưu dữ liệu đấy. Và đường link của sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video để anh em có thể click vào. Anh em đánh giá sao về một bộ PC chưa được trang bị card họa và có mức giá loanh quanh khoảng chừng 10 tới 11 triệu đồng? Đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới mục comment cho mình được biết nhé. Gặp lại anh em ở trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.